Rồi, nhập vào đây là script. Chúng ta sẽ có cái hàm nào đơn giản để chúng ta nhập dữ liệu vào nhỉ? Hàm nào nhỉ? Var username bằng prompt, đúng không? Chúng ta nhập vào giá trị này cũng được. Name. Đấy, sau đấy chúng ta dùng biểu thức quy tắc để chúng ta nhập. Vậy thì với cái biểu thức quy tắc mà ở đây chúng ta tạm thời chúng ta đưa ra là gì? Chỉ nhập các ký tự từ A đến Z, viết thường, viết hoa là lỗi, hoặc là có số là lỗi, có ký tự đặc biệt là lỗi. Thì chúng ta sẽ search như sau. Chúng ta có JavaScript regular expression từ A đến Z. Enter. Thì khi đấy chúng ta sẽ có ở trong cái thành phần này, đây rồi. Nhập ký tự từ A đến Z. Đấy. Khi đấy chúng ta sẽ có cái khai báo pattern, sau đấy chúng ta nhập. Cái này nó sẽ có như thế nào đây, tìm cái nào nó hợp lý tí, nó dễ dùng. W bar school. Kết hợp giữa hai ba thằng vào. Đâu nhỉ? Cái này lấy cái nào nó hay hay tí. Đây. Copy. Hoặc là lấy ký tự từ A đến Z. Lâu lắm rồi không dùng cái này, quên hết. Copy thằng này. Đấy. Chúng ta sẽ vào đây là khai báo một cái var check bằng. Đấy. Chấm phẩy. Ở đây chúng ta chỉ cho phép nhập từ A đến Z, chúng ta có A trừ Z. Còn lại thằng này chúng ta bỏ. Chỉ phép nhập vào A trừ Z thôi. Sau đấy chúng ta sẽ có kiểm tra. Kiểm tra này. Thì chúng ta có giá trị cần kiểm tra. If. Hãy va tiếp. Một cái biến. Di giao kết quả. Bằng. Chúng ta có check.test username. If di giao thì chúng ta alert. Ok, alert fail. Đấy. Thì khi đấy chúng ta chạy, chúng ta có như sau, kích chuột open in Chrome. Username. Fail chưa? Bây giờ chúng ta nhập chỉ có ký tự A đêm in viết thường. Ok. Chu. Được chưa? Đấy. Như vậy là chúng ta chỉ cho phép nhập từ A đến Z. Vậy thì bây giờ cho phép nhập cả chữ hoa thì làm thế nào? A trừ Z. A trừ Z. Ở đây chết tôi rồi. Cái chữ Z này tôi đang dùng cái này nó không tôi đặt cái phím tắt ở đây rồi. Thôi cho từ 0 đến 9. Z này, từ 0 đến 9 chẳng hạn. Đấy. Thì khi đấy chúng ta sẽ có enter admin 01. Ok. Được chưa? Bây giờ tôi có bất kỳ một chữ hoa nào A Dmin 09 chúng ta có. Ok. Và cái gì nữa nhỉ? Gì nhỉ? Ký tự đặc biệt. Fail. Được chưa? Đấy là do cái sẽ là lỗi cái gì đó, tí nữa giải quyết. Còn bây giờ tiếp theo là đến validate cho cái gì nhỉ? Email. Để validate email chúng ta lại search tiếp với cái từ khóa như thế này. JavaScript regex email. Đó. Thì khi đấy chúng ta sẽ có cái đoạn để chúng ta validate cho email. Chúng ta làm như thế nào? Stack flow. Đây. Thử cái thằng này xem. Ôi giời, dài quá. Cái chỗ validate email này nó hơi dài. Nhưng mà chúng ta tìm cái nó ngắn thôi.
vẫn đủ để validate email. Đây, cái này cũng được. Đây, chúng ta sẽ có một cái nữa để validate email, chúng ta có filter. Filter. Sau đây chúng ta có va email mail bằng pro mpt. Chúng ta có nhập email. Sau đây chúng ta có check email bằng chúng ta có filter.test. Ở đây chúng ta test là cái gì? Test là email. Sau đây chúng ta kiểm tra if check email, chúng ta alert là ok email đúng. Còn ngược lại L alert sai. Đấy, cái chỗ này ý nghĩa là gì? Sử dụng các cái tự từ A đến Z, viết thường từ A đến Z, viết hoa từ 0 đến 9. Có thể sử dụng dấu gạch dưới, có thể sử dụng dấu chấm, có thể sử dụng dấu gạch ngang. Đây là tất cả các ký tự có thể viết được trong email, đúng chưa? Sau đó là gì? Bắt buộc phải có ký tự là A còng, và đằng sau đó là các ký tự từ A đến Z, từ 0 đến 9. Ví dụ như là Gmail hoặc là bách khoa tech. Đấy. Sau đó là phải có dấu chấm. Sau đó từ A đến Z chứa từ 2 đến 4 ký tự. Cái này nó chỉ áp dụng cho .com và .edu hoặc .info thôi. Còn nó chưa hỗ trợ cho chúng ta là .vn. Chúng ta có .com.vn thì cái này nó không hỗ trợ, chúng ta phải thêm cái đoạn này vào nữa. Đấy. Thì trong trường hợp này chúng ta nhập vào email xem như nào. Thì tôi tạm thời comment cái thằng này vào, comment lại. Chúng ta sẽ có như sau. Nhập vào email, chúng ta có là ABC. Ok, sai. Chúng ta nhập vào như thế này là đúng. Bách khoa trừ Aptech. Như thế này thôi thì cũng vẫn sai. Chúng ta sẽ có bách khoa trừ Aptech chấm edu. A còng. Đó, chúng ta có ok email này đúng. Được chưa? Thì đây là cái cách để chúng ta kiểm tra cái email. Đấy. Thì trong cái trường hợp này chúng ta cần phải nắm được cái quy tắc mà cái thằng Google Adsense nó đưa ra là cái gì. Và các quy tắc này thì các bạn tham khảo thêm ở trên các cái trang. Ví dụ như thế này, chúng ta có JavaScript biểu thức quy tắc, hoặc là biểu thức chính quy, biểu thức quy tắc cũng được. Chúng ta search vào đây, chúng ta ra các cái trang của Việt Nam nó nói. Ok chưa? Rồi.